không cầm lòng bên này cả để đá mê rô COVID-19 làng quên ní xong nè, không phải liên đai nâng sợ bố rưu ạc con ở bàn trầm trời trời bẹ mà ở bàn trục bế bà sơn bà nè chanh tay tí xa thiệt là nát không cầm lòng bên này cao chung nghiêng bà đạt xài trời cơ rộp tam vị thiên bằng ca khuôn bì mê rô COVID-19 là rộ bọc ra xuống số ca bị bán ở bán chọc chuồn ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលបានជួបតាមដានទស្សនាវីដេអូសម្រាប់រឿងប្រវត្តិសាស្ត្របែបជីវិតពិតមួយដែលនិយាយអំពីបរិសុទ្ធចំនួនជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ហ្នឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់នឹងចាត់បញ្ជូនទៅសហភាពរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើជាចារកិច្ចនិងស៊ើបអង្កេតអំពីគម្រោងការផលិតអាវុធនុយក្លេអែររបស់សហភាពរុស្ស៊ីក្នុងកំឡុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់នេះឆ្នាំ1990រហូតដល់ឆ្នាំ1991ដែលមានដំណើររឿងដើមតយ៉ាងណានោះ
Đám sẽ hướng bóng lán cứ được cầm lòng chân nằm ở bóng đồng bồn rồi học sập nâng. Ở miền đó đám sẽ nấy chọn cái phương rồi bó rồi xì mà nè nâng. Quát bàn đăng ẩm pi cầm rộng ca này cao lật ở vụt nơi kia rồi bó xa phía rồi xì nâng. Làm bây triêm bởi dụt to tăng tư nâng xa rõt àm ở đây hay nâng chạc phục ông lế nâng. Nông xa máy sẵn khuyên rồi chạy hay mẹn tên nếu quát cư chế chạy cách chân chuyện rồi xì. Đại thuơ ca ơi xa rõt àm ở đây nâng chạc phục ông lế mẹn tên tư nâng. Quát chăng khơi mệt tê rồi bó quát nó Kennedy nè hai bên nó gọi các bạn để xem một clip drop âm pi cầm rung ca đại Russia nữa việc cầm rung phần lớn là vốn nuclear nó phía từ ai bỏ pin nè đại bỏ nó gọi cứ chia nè đại phần đồng nào mà cầm sao nó không Russia này cầm rung pin đường ai bỏ pin nè nó dọc một nó giờ tới thời gian tụt Amrit để miền Russia nữa nè buộc gọi ai phần đồng nào tới được quân ai bàn tay hai khối pin đại từ tu ban lịch khất nó anti sinh nạc ca bị xe robot sao đó Amrit nó miền tây tăng là thì còn lòng nó kể cả chập đam bị phía xa khi nhìn chẳng thấy nó cái bàn có hai CIA hay là âm ai của mũi nó là CIA nó cứ chụp nhẹ nhàng sáng ngát robot sao đó Amrit hay âm ai của mũi nó cứ chụp nhẹ nhàng sáng ngát robot hay âm ai của mũi nó cứ chụp nhẹ nhàng sáng ngát robot ông lệ bộ kê nó ban bị phía xa khi nhìn hai cái cơ ta cái cua ta bình chui một nỗi từ chui lupen vô skin mong một time thì đó nè đầm bay đang tụ của mọi cầm rồng ca robot seruci nó ban sầm lại cho bộ kê cất hai nữa kê cả ban được chơi rơi nè chầm nuôi mình nè còn nó cứ lùi bay lùi bay mình tên nơi cái nòng thì còn lòng chẳng nè còn mình phổ phun hay là công pro mình nè hay pê nó CIA nó âm ai của mũi nó cả ban từ bị phía xa hay cả ban prap ca bật từ bờ nó tới snap xong rồi còn nó thôi chỉ spy robot ông lệ nó bị chạm ca nơi rusi nâng tới ta mà dẹp ca mình lỏm ai còn tới thôi chỉ nè bên này dục tốn ta đã ca mình đã rusi nó nơi bật rusi nó chẳng thế nào hay từ bầu nó gặp bẹ nó gọt phồng thì bẹ tụi ai bây giờ gọt mua vin nữa nè hay từ xa từ ca mình trông chơi robot này thằng pi nâng tới gọt cái dục phồng ta gọt lẽ rồi nó chỉ ca sáng ngạt nó pi bập bôn hay là câu nó bọc gọt chẳng tới gọt các ban phơi đầm ná từ bật rusi nâng tới đại pi nó cái miếng sợi nhà ai gọt mua hình chẳng thế nào hay là pi từ đó bật rusi nó gọt cái chập đam thôi ca rusi chập đam cầm rồng ca nó mua bẹ đã chịu đom sần này giờ chọn cái bộ nâng tới hay từ xa từ ban cái sợi nhà sừng co này từ vinh từ mỏ nâng chẳng tới gọt cái đằng thà ở vin nó cứ chỉ nhẹ nghe đại ông lệ nó ban chặn chôn nó ai mà thôi ca chỉ mỗi gọt ở bẹ phần vốn ski nơi rusi nâng ai hay bộ kén cái chập đam cầm rồng ca chỉ mỗi như tới đại cầm rồng ca từ bốn vin thời thành chơi nhau đom sần này trên triệu rusi nó tới tia sần cái gì đây gọi từ rusi nơi bật tới ông lệ nâng chẳng nó đại cái nãy dương từ mơ tới thà ta ở chập phục ông lệ nó cái rusi được có kê thôi ca rusi nó là biếp na chẳng tới hay bộ kén nó cái điều chỉ mỗi khi nâng tới đại bằng co ở cả bẹ nó còn ai chạy trên bị bật tới rusi được bao quát nâng bàn hay nó bây đã tới đó thì còn lòng nâng ở cột nhà nó có bộ bật tới tam plan được bao kê chẳng tới đại bẹ nâng nó quạt miên khnì được bao quát nâng tới chỉ mỗi đại khnì được bao quát phía chờ nó cứ sợ tại chuyện đại chương được bao đặt thà bị bao rusi nâng chớ thế nào hay bẹ nâng nó bẹ vin nó có bàn chui quạt nó chia diễn thường hàng bệnh nó và làm cầm áo ở con trai được bao quạt nó mà tam quan chớ nó phổ diễn đang sẹp ấy nẹt đi ca nẹt rót ca nó được bẹ được kê tới ti tang nào môi chết cái miên cam bị đi chụp được xem chẳng tới chẳng ai thưa áo con trai tao nói về phật sự vẫn về tới đây tới mà có cái áo ở bẹ đã chia đom sân này trên triệu rusi nó quạt từ ri ca rồi có quạt từ prab ampi hai cầm rồng ca phần lớn ở vốn nó kia là bao rồi si nó từ ao âm ai về muối nó nâng CIA nó còn man nâng lương chẳng từ hay khỏi p để man prab rồi từ on hai nó bẹ nó còn quạt từ lọp một ở rồi si nó vinh chẳng từ hay chặt thang bị p nâng mau nó quạt có ban chia dương mình chun ai cả xa dột thi được còn ai cả xa vốn tẹt toàn tên nâng ca phần lớn ở vốn niên niên để miền tây tăng nơi lời có coi ba nó từ ao ở chợ phục ông lề chẳng tới na quạt mình chun từ lâu đây để thua ao cái ai đăng bị tây tăng phần lớn ở vốn được còn cái đăng bị hai nơi ca sang kềm ở bao rồi si nó để quạt trong vai và ha tên lời ở sao đoạn âm đấy hay nâng trong khúc đoạn bị phục lâu nâng chẳng từ hai bên nâng sao đoạn âm đấy cái cả ban đăng bị đưa từ âm nâng đấy cái cả ban mà sơ ca cái cả ban vai bỏ vinh và tại cái ban tới vừa dốt được còn thua sang kềm một hồ chiêm ai nội tề cái cả ban sơ bao rồi tây tăng phần lớn ở vốn đây cái án anh khơi để bên miền tây tăng đấy sân
lơ cao cội ban này chẳng tới hay am ở đây chẳng bị phốp lố nó kể cả trăm đám trên sẽ đây cao tôi từ lơ rusi chẳng tới na thà rusi nó quạt ở miền cầm rồng cả có đó quạt trong lúc không bị phốp lố tại mình ai này tế bàn chỉ quạt nó từ lui phần lật ở vốn nơi kia nó chẳng tới đặc biệt chẳng tới thằng nào đang nói là rusi quạt chừng nào là hai cái quạt ở miền này cao lật ở vốn bạc quạt nó thời ban bay trên từ càng khéo chẳng tới na hai kể cả trăm đám đặt ca song sai nó từ lơ bẹ đám sẽ được quạt rusi chấm nuôi chấm nuôi nó ở nẹt chấm nuôi ăn lấy nó chẳng tới hai cái trăm đám sơn kết bờ rạp pin nó từ bên từ máu chẳng tới phù maintain tới nó là sao từ bẹ rusi nó quạt cứ chịu đám sơn này chọn vô dụt thiệt bảo kênh chẳng cứ quạt ai trên chụp liền nhận hỏi nó bị ban tam chợ bảo quạt chẳng tới để hai nó bị để quạt thoát ai xa chỉ phi lý ban chẳng quạt tai thoát ở Mr Vin nó bị để quạt tiềm năng nhận hỏi chẳng tới chẳng việc ai ao thì hiền nó cái ai chạy mơ đang thà ta ở bẹ nó quạt nòm ở vây trên bị rusi rồi quạt nòm ở vây nó ở chỗ mà bật rusi nó ban được tới hay chẳng nó bị đã đầm năng lấy ca bay thề bị cơ động ca bật lật ở vốn này cái bảo rusi nó bị phục lâu chẳng tới quạt vừa ở kế chạm đam rất bình tĩnh kế chạm đam sền kết bảo pin nhẹ nâng chẳng tới hai men tên tới bảo chậm nuôi chân chết ăn lớn quạt quạt từ lọt từ đó thì còn lon đầm vây hai pin nâng CIA nâng âm ai muốn nó có một bèo quạt thả lời nữa bây giờ cam nó bảo quạt từ mà mình trao với buổi dương ở ai mình chôn quạt nó từ lọt từ vây tê của sân chết tới nó viên ở miền tây hai chẳng tới nắp của pin nâng nấy kế chạm đam đã ca sang sai mà lời quạt chậm nuôi nâng ở bẹ đam sền này giật thì ngoài bàn tay còn là thả kế đó pho tang được ăn nó toàn bàn khơi hai từ xa từ đường từ ra từ ăn nó có thôi ở Mr Vin nó có ăn sâu cho sầm rống chậm nuôi của xa quạt đài của men tên tới từ bốn quạt trang khai tới chỉ trao được cây nâng tê bàn tay về được quạt châu từ thôi càng nghe từ ăn nâng tới nữa sẽ từ quạt nó mè rắm thắt quạt nó có trang thôi càng nghe từ ăn nâng đài chẳng hết nè bởi vì cứ chỉ càng nghe đó là ô môi để viên non một chút để thoa viên non một nơi sàn phìp nâng ao sừng cung chìa bàn tay còn thắt quạt nơi từ lẽ bập bùn ở bao quạt đài tê hay từ xa từ dựng đang sẹp ấy nhẹ trao được cây nhẹ từ hiền nâng phục kê nâng về mè nà rắm thắt kê thời ca riêng ca ấy càng cai chân tê cứ chập đam hạt pra này chân tê hay tận tâm nâng nó hạ chầm nón phơi phê ở bao quạt nó có về miền lơ thon mà đa đài bởi dựng đang sẹp với quạt bay bập bùn ở bao quạt nó mà khai bị khai chắc nó về được quạt chưa bập bùn quạt mà đong nữa quạt phơi quạt nó mè rắm thắt cứ quạt nó trang riêng chi vậy vị chia chia ra đòn hình chẳng tới nãy hay một phần là bóc con nó có sẹp tới tay cho sang sai kết tha ở đây nó phải chỉ tới rock xin rồi xin chờ anh bên chẳng tới cật vội quạt nó ở miền sấy miền ấy chỉ muốn nó bộ rồi xin chẳng tới tận nãy thằng nó không cru sa là bóc con nó có việc xây bàn là o và sa chập đam fresh chai chẳng tới hay thần tâm năng nấy và tôi bay chỉ pu nó quạt cứ chia nè rock xin đò chấm nuôi đò cha được con đò là bay là bay mà nè mẹ mình tái sầm na khỏi nó quạt miền côn pro mà nè đà côn pro nó việc là ngố nó được viện sạc mai dừng dậy tha ở đồn mà thay nó về miền đỏ về miền nia lấy chẳng tới mình bạc cát tha ở bụng mà đai riêng bạc cai được cả bụng mà đai bạc cai rock xin còn cả máu nó bị thời đợt lạn thì hai đợt xa ta cách ca để quạt phơ chỉ mùi nó ở đam dần này rồi xì nó phòng theo nội sao rồi để mới chuẩn luôn để quạt miên chỉ mùi khnì phòng nó quạt phơ quạt nó mè rắm tha viên lơ pin để thôi ca chỉ mùi khnì chấn tới này hai quạt mè rắm tha quạt atman để dùng khang miền tây để đợt đăng tha đam dần này rồi xì nó quạt chua pan hà chấn tới hai khang ông lệ hay xa rồi âm rệt nó kẹp bao đai lên trang chui quạt chấn tới này quạt cọp an để chui chỉ mùi nó CIA hay âm ai của mùi nó sau mày pin nè nó là chui hạ ca được quạt phơ dạng nào nó bình chun quạt tơ rồi xì nó mà đong theo để ban chấn tới quạt nó từ chui bẹ năng nó vừa đập ná thở lỏm ông lệ phù pi từ cái ban son giả khné tha bơ sân chi bệ nưng nưng quọt phom bình chu na pọt ở miên sngạ tịng ơ nưng mau nưng ong lê nưng nưng ca pia quọt chăng hay nưng cua sa របស់ quọt chăng thưa chăng na nưng ới quọt nưng ới chạ chênh pia rusi đai sự vật phiệp nưng na pantae na pê đai rưng nưng việt ca lang mên tên chăng tới tưng ong lê tưng sa rọt amerik nưng việt miên vật phiệp nưng ca đai yo quọt nưng chênh mau pi bơ tê rusi nưng ban nơ tê đọ pê chăng tới bệ business nưng quọt chê tới phnẹ nghi MI 6 របស់ quọt ta chiet sa jeung mon cua na bơ rưng chăng tơ đạ quọt tê phư quọt nưng sok chot kbot bơ tê chiet របស់ quọt nưng đambei phđo pọ amien mau ới jeung đọ pê ơ lơ jeung bọ bang chao quọt chăng vi ot tnong nơ tê hay pê nưng nưng MI 6 ក៏ប្រែថាក៏មានអត្ថភាពនឹងក្នុងការទៅជួយសង្គ្រោះអប៉ែនឹងចេញមកពីរុស្ស៊ីបានទេហើយហ្នឹងវាគឺជាលទ្ធផលដែលចារកិច្ចទូតតាមពិភពលោកវាតែងតែជួបប្រទះនៅពេលដែលគេនឹងបានដឹងការប៉ិនអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ថាឲ្យ Mr. Vin នឹងត្រូវទៅទទួលស្គាល់ការប៉ិននឹងទៅប៉ុន្តែរំពេចនឹងនឹង CIA ភេទស្រីក៏ប្រាប់ថាបើសិនជា Mr. Vin ឯងនឹងប៉ិនចង់ទៅជួយអដាមសនៃរុស្ស៊ីនឹងមែននឹងគាត់បដិញ្ញាចិត្តថាគាត់នឹងទៅជួយជាមួយនឹង Mr. Vin នឹងដែរពួកគេនឹងក៏ដ eal ជាមួយគ្នាទៅហើយពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងទៅ CIA ក៏បានទៅស្ថានទូតអង់គ្លេសនឹងគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងដំណាងទូតគេនៅខាងក្នុងនឹងគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់សូមឲ្យដំណាងទូតនឹងធ្វើយ៉ាងណានឹងជួយជំនះឧត្តមសេនីយ៍ជនជាតិរុស្ស៊ីប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយកូនរបស់គាត់នឹងឲ្យចេញពីទីក្រុងនឹងទៅហើយទៅដល់តំបន់មួយនឹងដែលអាចចេញពីរុស្ស៊ីបាននឹងឲ្យឆ្លងទៅអង់គ្លេសបានអញ្ចឹងទៅហើយពួកគេនឹងក៏ deal ជាមួយគ្នាតាមរយៈការជិះឡាននៅយើងឡានក្រុងអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់ជិះឡានក្រុងហើយពួកគេនឹងត្រូវឆ្លងទូកឆ្លងអីអញ្ចឹងទៅណាតែកម្រងការទាំងអស់នឹងវាអត់ទទួលបានជោគជ័យនេះទេព្រោះនៅពេលដែល Mr. Vin នឹងគាត់ត្រឡប់មកដល់រុស្ស៊ីនឹងគឺខាងប៉ូលីសទាហានរុស្ស៊ីគឺគេត្រៀមរួចស្រេចតែម្ដងហើយថាពួកគេនឹងចាំចាប់ហើយនឹងចាំក្លំមើលសកម្មភាពរបស់ម្នាក់ទាំងពីរនឹងព្រមទាំងឧត្តមសេនីយ៍រុស្ស៊ីផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងឧត្តមសេនីយ៍រុស្ស៊ីហើយនឹង Mr. Vin នឹងក៏ពួកគាត់នឹងចាប់ដើមមានតំណែងតំណងម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅណាហើយពេលហ្នឹងប៉ូលីសហិនទាហានរុស្ស៊ីគេបានរៀបកម្រងរួចស្រេចតែពួកគេនឹងចាប់អ្នកទាំងបីនឹងឲ្យបានអញ្ចឹងទៅហើយភ្លាមៗនៅពេលដែលកិច្ចការរបស់គេនឹងវាបានសម្រេចទៅតាមកម្រងការរបស់គេហើយ Mr. Vin ក៏បានទៅប្រាប់ឧត្តមសេនីយ៍រុស្ស៊ីនឹងថាត្រូវភាពខ្លួនរបៀបមិនរបៀបមិនអញ្ចឹងហើយណាពេលហ្នឹងឧត្តមសេនីយ៍រុស្ស៊ីនឹងក៏គាត់បានជួលនៅ Mr. Vin នឹងឡើងយន្តហោះម្ដងទៀតដែរអញ្ចឹងទៅណាព្រោះមែនតែនទៅហ្នឹងពេលហ្នឹងគេឆែក passport ម្ដងទៀតបើសិនជាគេដឹងថា Mr. Vin នឹងគេប្រកាសជាអត់ឲ្យគាត់នឹងឡើងយន្តហោះនៅទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹង Mr. Vin នឹងគាត់បែកញើសខាងជោគដៃជោគជើងអស់ហើយតែដោយសារតែគាត់នឹងចេះលះអភិភ័យខ្លាចរបស់គាត់ដែរហ្នឹងក៏គាត់បានឡើងទៅលើយន្តហោះហ្នឹងបានសម្រេចទៅហើយនៅពេល
bàn trung mùi nâng vì bà chênh mà bị sản thuật ảnh lệ nâng tới tạm tích tăng này kê bàn cầm nọt khả nền bàn tay chạy đón ở bên nâng vụ thêm rồi xí của kê bàn khuất là nâng hay kê bàn đánh chạp công lán bên tì cổng tờ hay kê bàn đánh chạp nẹ nghe CIA phết xấy nâng đài hay trong khối nâng kê chạp bàn nẹ nghe phết xấy CIA nâng tới bàn tay công lán kê chạp bàn nâng tế hay kê bàn bọt đài tình khang phần liền nhận hoa chân tất thà xông cầm ở nhận hoa nâng hoa là người sao được xa tại vì miên bàn nhà để kê thở đo xẻ chẳng nâng hay bên nâng Mr. Vinh gọt pay khăn tại mặt đó phủ có ở Chesnab Rossi phong hay đọc bê ở đám sân ấy chân chơi Rossi nữ với nó gọt có bàn mà đọc theo con đầm bầy hiệp trăm cả ai đầm bầy mà gió con xảy hay nâng bộ bọc quản chẳng tất nâng bọn ta còn gọt bạc phía lãng mai sợ tự thiên Rossi nâng bên kháng khăn ông tè nâng tới phủ kết đăng vi cầm rộng cả là bọc gọt hay bê nâng kê những thứ quạt có sọc chất là ok nhóm sao phép thay nhóm nâng bất chế bán phơi rương ở nâng mềm hay tận tâm nâng kê cơ bán đọc khơi ai cơ sai nào mà sân thốt cho nó nâng là bác kê đài hay kê cơ bán chạp quạt vô tạ đạc cục tờ hay nâng lưu dân hoa nụ vinh nâng Mr. Vinh nâng quạt có thử bán kê chạp dòng đạc cục đài tờ phù kê chào đạc quạt nâng bán ruộng này kênh chờ mùi nâng ở đoàn sân này rô xì nâng khăn ông ca tùm lý ý bó ra miễn xâm khăn là bó chìa rô xì chẳng tên hay đờ lại CIA PSA nâng vinh có thử bán kê đo lên tờ phù quạt nâng phù quạt nâng kê chìa mần trái ca tùn chẳng rô xì có kê khai miễn bánh hà nâng chờ mùi xa rốt Amrit bóng đài chẳng nâng bên nâng nè đại chọp cục nâng cứ miễn tại Mr. Vinh nè chùm đuôn chết ăn lễ nâng hay nâng Mr. Povensky đại chìa đoàn sân này chết rô xì nâng ai hay Povensky nâng cứ quạt xa rịp thẳng sông tại mà đón thật quạt nâng cứ chìa chôn có bọt thiệt hay kê cầm án đã có quạt tới bằng tác kê ạch toàn bà hai chìa vết quạt phim phim nơi tế đọc bê Mr. Vinh nâng kê cập chìa dìm xua quạt tới thật quạt nâng bàn châu đáy châu chương chùm bùi nâng Povensky nâng mẹ bằng tác quạt xa quạt đăng tê cứ quạt còn đại mà rốc xì chùm mùi Povensky nâng tại bằng nọ của quạt nâng cứ chìa nẹ chùm nuôn bằng tác mẹn tên thì cứ quạt phóng tụt tu sqa khắp bởi thật quạt nâng phơi chìa nẹ ở cha rạc cách ao ở ăn lễ nâng dân chùm lại thật quạt chùm xa bởi nhanh quạt nơi thật nhây thật đá thật đá tê thật quạt ạch đăng tê hay ai cả xa đã biết bàm phá chọc chung tư chùm mùi quạt nâng cứ quạt đại bác mơ tê bàm này thật ụt hòn bê đầy dương hồ xì chùm nuôn chân chứ mình ai cả xa mà chùm nuôn mà chùm nuôn chân 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 mình thật đọc đồ khỉa đức ai tha ở Mr. đại trợ đông dân này rồi xí nó quạt bẹp tha ai cả xa nó quạt phía tới đây cô chùm nuôn quạt nó ăn lễ chân tư hay chân hay đọc bên chân Mr. Vinh còn dạy tha cứ quạt đăng tê thả ai cả xa thì ổn nâng vì miết bằng cọp ạch tân ở nấy rồi có viên bằng cọp delta đã tệ tổng tên năng tí tăng nên cao phần lật ở vật nơi khỉa năng đọc bê rồi xí cứ kê ọt ọt chất tại một đồ ngay kịp chi diêm ở thơ to là cam quạt chân á hay không quạt ai chỉ chất ở pitch nam bằng ọt bài bằng ọt ấy giữa tức kịch phước ba thì đang xẹp với nẹ tôn là dụ bái cái thời thật phơi dàng ná đồng bệ quạt nước xa rập hiệp mò tại một đó thật quạt nước việc bật chị bán ở xa ca phơi trà được cách nước chỉ mùi ở đám giờ này nâng men và sân chìa Mr. Vinh nâng cứ quạt xa rập hiệp bài nâng chăng rồi xí nâng kìa miền sơ bình lĩnh nông ca đã toàn là cam đức ở nông ca ăn vọt tốt toàn là mùi nâng lời chân chết ăn lễ nâng phở nâng vì cứ chỉ rương ca tù đó nè em ai nâng sọc sống kê tây xâm lạp chân chết ăn lễ nâng bàn tê kê kê ăn lễ nâng ở rò rương tập và tê kê đài được ở viên miền bành hà thông đông mới tới chiếc sân khuyên tây chạy chẳng tờ hay đọc bê chẳng tây chân màn giấy bí sản tiếp nơi tì kron lông đi vinh bộ bọc quạt nâng cứ thật khăn tại mặt đó nâng hay nập bê nâng CIA nâng ấm ai bởi mùi nâng có một phép nên tới bẻ rương ra để bán cả là nâng chẳng tờ bê nâng nên có phép tờ ô tam bất tăng bị tờ bồn mà nâng nên không kết ạ gặp tệ thờ lớp ở đây khuôn ai chẳng bằng tay tam bất đây khuôn ai nâng bán đợt vừa rương là ô mùi nâng ở xâm rạp bị phục lô chẳng hay tầm nốt sang tầm nế là nâng làng chạy đo tầm đó kì dây tệ tôn tầm nâng sang nập hiếp admin play cho mình thay nập bê để dương dây tờ đo phép nâng nâng thừa dương mẹ rõm thác ở dương trong rồng chua chất chẳng tờ hay CIA xảy nâng có quát bẹp tờ bộ nâng thà ở bất đây bỏ quát nâng mình sẵn cơm thà nâng rùa tê đồ xí nâng thừa tầm nâng cam rô đọc bất đây quát nâng sạp chạy chìm khá nâng quát có bẹp thà xôm ai ý nâng thừa chất tờ hay tùa cho ca bật đại văn ca lạng nâng chẳng á hay lợi bình ưu tiên nâng kê có bẹp thà xôm ai quát nâng nâng bê đàn miên ạc xa nam ơi mà xua quát đẹp tôn tờ nướng bất đây bỏ quát nâng xôm cùng ai quát chlòi ca bật đập đây bỏ quát nâng cư chỉ trả được cách với ca ai bật tay ăn lễ khuôn ai nâng chẳng á xôm ai quát chlòi tơi bẹp tơi tập đây quát nâng tờ xí nâng cư đồng bay rốc xí tạp bẩn nọ miên tờ thừa trả được cách ấy ở ai bật tay ăn lễ nụt tê đức con xa rốt Amrit nụt tê dây tới lại nâng ai miên ạc xa mát đăng đi thơ ta tham mùl hai đế mang cho kê ai dây chân vai cho ăn lễ nâng kê khlạch bạc mục đại đấng phùa nâng vai cho tệ tôn thần nâng bành hà ca tu đầy chân rồi gửi kê chân chui dần cru Mr. Vinh thật lọc vinh chân tức nè ai bê nâng bộ phôn bọc gót cô thật tu tàng krim krom hai mà dân ca nập lòng tiết màu nâng dân gửi khơi thà xa mà biết phơi từ rôn đặc cam nà ca bằng ọt bài xìm xến cầu dân khơi thà kê bàn phơi từ lơ Mr. Vinh nâng hai kê nâng thà hai Mr. Vinh ta ai cho chà xùm nô nâng chê thà đáy nâng ai hai mà hai chê mà chà nam cả lạc hỏi màu nâng bộ phôn bọc gót nâng cơ bà mà xua sốc tốt quán đo bà tê rô xì nâng tờ hai bê nâng Mr. Vinh nâng làng xôm tại mà đó nghe dây tới môn thọ thử nó bài chạy kê bằng ọt hai phụ dân khơi thà quán nó mê rụ riêng khóc nên là để quán nó chị businessman nó mơ thấy hiểu mình sạch mình chia một tay là để chọc cục nó ba mà nam chiến ấy chẳng mơ thức có lòng score hùng score mơ thức play tại mà đó ngay hai bên nó phụ kê cần gì xong thì nếu kia bị tục vò được có ca sô tục tục nha hai phần tâm nâng bộ nó bỏ qua nó có bàn giấy bị là tập hòa này trả được cách những phía tập đây bỏ qua chẳng á nè thà nó bên này nó được xì cái bàn bà cái thà kê nó chụp lật ở vô này kia nâng chỉ mình to tiệt đài như thế mà này thà mà rộng ca để có bàn phơi cho mùi Mr. Povensky nó cứ việc bàn chụp chê phụ đại xa tại à ca bài thế này bỏ ra miền ca phụ lật ở vô này kia nó đại việc kịch thà ca bằng co chrome hòn trái hà này phay tạo bị phục lột nâng ấy chẳng là xa ta xa rõ nàm rơi cho mùi nâng xâm phòn phía bỏ kê xem xin tiết nâng kê thơ ca cho cha được kê đã xâm phía đây xem xin gật phơi rồi xí nữa việc bỏ ba không rộng ca phụ
តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងចោលទៅហើយក៏គេចាត់ទុកថាអាហ្នឹងវាគឺជាលទ្ធផលមួយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែទាហានរុស្ស៊ីមួយក៏សេចប្រាប់ទៅប្រពន្ធហ្នឹងទៅថាអ្នកឯងហ្នឹងមកសួរទុកទុកហ្នឹងសួរនិយាយទៅរឿងប្តីប្រពន្ធកូនចៅអ្នកឯងតបានហើយហាមនិយាយរឿងនយោបាយមីស្ទ័រវីងហ្នឹងបានលឺអញ្ចឹងទៅណាហើយដល់ពេលហ្នឹងនាងហ្នឹងក៏ថាអូខេខ្ញុំអត់និយាយទៀតទេហើយមិនចឹងកាន់ដល់ប្លង់ទៀតមកណាក៏ស្រាប់តែគេឲ្យមីស្ទ័រវីងជាមួយមីស្ទ័រពូវិនស្គីហ្នឹងបានជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងគេបង្ខំឲ្យមីស្ទ័រវីងឆ្លើយសារភាពទៅថាគាត់ហ្នឹងគឺជាចារកិច្ចដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងអដាមសនីរុស្ស៊ីមែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែឆ្លើយតដាលជាតដាលទេថាគាត់អត់បានធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយមីស្ទ័រពូវិនស្គីហ្នឹងគាត់ក៏ជួយសង្គ្រោះអប៉ែដែលជាមីស្ទ័រវីងហ្នឹងថែមទៅផងគាត់ក៏និយាយថារឿងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើតែម្នាក់ឯងនោះទេហើយពេលហ្នឹងគេក៏ព្យាយាមចាប់ដៃជាការលេងគ្នាចុងក្រោយអញ្ចឹងទៅណាព្រោះពេលហ្នឹងមីស្ទ័រពូវិនស្គីនឹងត្រូវបានគេយកទៅកាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយសម្លាប់ចោលហើយដល់ពេលមីស្ទ័រវីងរបស់យើងក៏គាត់មិនដឹងពីជោគវាសនារបស់គាត់ហ្នឹងថាយ៉ាងណានៅដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដៃហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅពូវិនស្គីនឹងថាប្រពន្ធរបស់គាត់បានមកប្រាប់ថាឥឡូវរុស្ស៊ីនឹងបានបោះបង់អាគម្រោងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាកិច្ចការដែលគាត់បានធ្វើដើម្បីជួយសង្គ្រោះពិភពលោកឬក៏ដើម្បីរំសន្តិភាពពិភពលោកនេះវាពិតជាបានផលអញ្ចឹងទៅហើយគាត់សប្បាយចិត្តជំនួសមីស្ទ័រពូវិនស្គីនឹងខ្លាំងមែនទែនគាត់និយាយនឹងចាប់នឹងពួកតាហានទាំងអស់នឹងជាយើងចាប់មីស្ទ័រពូវិនស្គីនឹងចេញអញ្ចឹងណាព្រោះពួកតាហានទាំងអស់នឹងវាមានអារម្មណ៍ថាវាអត់ចង់ឲ្យរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងមីស្ទ័រពូវិនស្គីនឹងគាត់ដឹងនៅទេដើម្បីកុំឲ្យគាត់ហ្នឹងគាត់ថាកូនគាត់នឹងធ្វើរឿងទាំងអស់នឹងបានជោគជ័យអញ្ចឹងណាស្លាប់ទៅដោយបាត់ផ្លូវចិត្តណាហើយបើយើងនិយាយតាមភាសាការទូតនឹងគឺពេលហ្នឹងរុស្ស៊ីចាញ់គេហើយអញ្ចឹងមីស្ទ័រពូវិនស៊ីនឹងគាត់គឺជាអ្នកឈ្នះបើទោះបីជាគាត់នឹងស្លាប់ក៏ដោយតែបើយើងកាន់ប្លង់ទៀតមកមីស្ទ័រវីងក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងគេយល់ព្រមដោះលែងអញ្ចឹងណាទូតតសំណងគ្នាជាមួយនឹងអាចារ្យកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីមួយនឹងដែលត្រូវបានអង់គ្លេសចាប់ពុំនៅអង់គ្លេសដែរអញ្ចឹងណាលក្ខណៈយើងដកដូរចំណាប់ខ្មាំងគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយមីស្ទ័រវីងក៏គាត់បានទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់ចឹងទៅអ្នកអសាយនឹងគេថតប្រងព្រាទៅគេចង់សួរគាត់ប៉ុន្តែក៏អត់ឆ្លើយទេគេចង់សួរគាត់តតទៅនឹងអាសំណុំរឿងចារ្យកិច្ចនឹងណាប៉ុន្តែក៏អត់ឆ្លើយទេរហូតដល់ប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកប្រហែលជាគេគិតថារវាដល់ពេលមួយដែលគេគួរតែបញ្ចេញព័ត៌មាននឹងទៅបានមីស្ទ័រវីងនឹងគាត់មកធ្វើសន្និសីទកសារប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅថាសាច់រឿងនឹងវាមានដំណើរដើមតងយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាដោយដែលភាពយន្តដែលយើងបានមើលនឹងឯងដូច្នេះបានគេយកសាច់រឿងនឹងមកផលិតទៅជាភាពយន្តឲ្យយើងទស្សនាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នានឹងទៅហើយរឿងអ្នករត់សម្បត្តិអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬក៏ The Courier នឹងក៏ចាប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងទៅជាចុងក្រោយក៏ព្រឹកចុច Subscribe និងដាក់រង្កឹងឲ្យប៉ុះដោយមិនសម្រាយរឿង Studio ជម្រាបលាបាយបាយ